bài 46 số 1, số 1 nghĩa là Cancun người ta tham quan. Và Ranichino và Mokuteki quá là Cancun đẹp. Mục đích đến được của tôi là để du lịch. Mục đích đến Nhật của tôi là để du lịch. Số hai là Kikoku là về nước, là Kikoku no hi ga chui ni hi ga dạc tê kita. Ngày về nước cuối cùng đến. Số 3 nghĩa là Sankya là tham gia, nghĩa là Bolante. Volante là Cachudo lý và Sankasuru. Tôi tham gia hoạt động tình nguyện. Hoạt động tình nguyện. Số 4 nghĩa là Techuya nghĩa là thức xuyên đêm là kilo tê chư gia là hôm qua tôi thức trắng đêm. Hôm nay rất buồn ngủ.